em xin chào toàn thể anh em. Hôm nay lên cái clip này, clip mới này xin giới thiệu với anh em một cái sản phẩm analog xưa. Đó là cái chiếc đầu băng cối đến từ thương hiệu AK với model là GX230D. GX230D nha anh em. Hàng được thiết kế và sản xuất tại Nhật. Anh em lưu ý là máy Nhật nên dùng nguồn điện là AC là 100V nha nè. Máy được sản xuất vào những năm 1975. Nhưng còn rất là đẹp nha anh em. Độ đẹp phải gọi là, phải nói là gần như là trên 95% luôn về độ đẹp. Chỉ thiếu thùng xốp thôi. Còn đẹp thì phải là xuất sắc luôn rồi. Máy được thiết kế chạy 3 motor, 2 motor quay băng và 1 motor chạy cho bánh tì. 3 motor và đầu từ thì cũng là 3 đầu từ. Được thiết kế là đầu từ thủy tinh, đầu từ không mòn, chống mòn nha anh em. Xài rất là bền, tiếng cũng rất là tốt. Máy là hoạt động hoàn hảo, thâu phát ok, tốc độ chuẩn. Được test rất kỹ rồi nha anh em. Bây giờ thì em xin cho máy phát để anh em có thể tham khảo về cái chất âm nha. Thì anh em nào có nhu cầu cần giao lưu hay là cần thêm thông tin hình ảnh gì xác thực của máy á, thì xin liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại em trên tiêu đề 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu. Giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Bắt đầu phát anh em nha. Máy này là revert, auto revert 2 chiều. Máy chạy 2 chiều nha anh em, auto revert. Và các bạn, một số bài ca thật thiện hành tự động vượt lại khi hết băng. Nếu anh em có cung băng, những cái cung băng mà nguyên siêu có dây ca siêu rồi, tình yêu tuổi trẻ, tình yêu quê hương trong thân mình cũng như trong máy chạy băng 7 đó. Bây giờ Duy Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn với tiếng hát Duy Khánh. AK thì chắc là cũng đâu xa không xa lạ với anh em. Chơi audio tiếng là rất sáng và hay. Máy dùng 3 motor thì cái phần tua rất là khỏe nha anh em. Xin quay phần cảnh để anh em tham khảo nha. Đây là phần mặt máy, chủ yếu là mặt nguyên máy này thì mặt nhôm phay thôi, và nền đen là trên cái hàm đầu tư, và đồng hồ là đen, đồng hồ là nguyên đen, mặt đồng hồ trong thì vàng, nút lạnh đen luôn. Đây em quay chi tiết cho anh em này. Mặt máy đẹp, không có một vết nhầy.
người miệt mài. Ba motor xin lời dù xua ai nồng đi. Lời ai dù gió buồn. Máy rất đẹp nha anh em, hầu như là mặt máy là không có một vết chày đâu. Đây là hai nút revert. Revert trái phải, play, tua tới, stop, tua lui, hold. Ở đây có bow, bow là tạm dừng. Cho anh em bật. Đây, tạm dừng. Gạt lên là mất chạy. Vỏ máy. Màu vân gỗ rất là đẹp anh em. Đây là một trong những cái dòng máy mà hay trong tầm tiền. Tất cả đều còn rất là đẹp. Đây là model của máy. RX 230D, điện 100V, mát da băng. Máy ba motor nên tua rất là khỏe. Nó không có bị như những cái dòng máy mà một motor. Tua tới. Tua lui. Rất khỏe. Play. Giao lưu hay cần thông tin gì về máy xin liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0908 217 658. Zalo cũng là số đó. Em Huy Dũng Tâm, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Máy Akai RX 230D, máy chạy revert 2 chiều, 3 motor, 3 đầu tự kính. Tới đây thì em cũng xin kết thúc clip. Và xin chân thành cảm ơn anh em đã yêu mến, quan tâm và theo dõi kênh của em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Trân trọng kính chào anh em.
xin.